Trang trại Tuấn Phương Trang chuyên chăn nuôi, sản xuất các loại chế phẩm và các sản phẩm từ côn trùng. Nay là thu hoạch kén ruồi đính đen. Kén ruồi đính đen dùng để kích cho nằm yên để là chúng nở thành ruồi bố mẹ. Một số nằm yên và một số còn đang chuyển động. Chúng ta kích có thể bằng cát để chúng nằm yên. Khi chúng nằm yên 5 đến 7 ngày chúng sẽ nở thành ruồi. Chúng ta nên sàng lọc ra con lớn để làm ruồi bố mẹ, có đủ tiêu chuẩn để làm ruồi bố mẹ sinh sản tốt. Còn lại chúng ta dùng để bán cho các nhà yến, nhữ yến, nuôi yến, làm thức ăn cho yến. Các nhà yến có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi, ruồidinhden.com.vn, Facebook, YouTube và trang web. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn. Đây là kén ruồi đính đen, một số đã nằm yên chuẩn bị nở thành ruồi. Chúng nằm yên từ 5 đến 7 ngày. Một số còn non. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.